Và các bạn thấy đấy, tôi 25 tuổi, đẹp trai, phong độ, độc thân và chưa có gì gì. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta đón một nhân viên mới. Các bạn là Nguyễn Duy Tùng. Bạn ấy là nhân viên xuất sắc của một nhà khác. Tôi thấy ánh mắt đang nhìn cho tôi chưa không? Ý họ, tôi rất gì và nhanh họ đấy. Tôi luôn làm việc chăm chỉ, kinh nghiệm đầy mình. Tôi biết mình nổi bật nên tôi có được nhiều sự quan tâm. Nhưng tôi thích làm việc độc lập nên không có nhu cầu kết thân với ai cả. Đấy, vừa nói xong lại là anh Trung. Ngày nào anh cũng mời tôi 8 lần cà phê. Anh bảo uống cà phê đắng cho bớt đắng nòng em ơi. Mỗi ngày họ lại chạy qua bàn tôi với những lời mời kết bạn, nhưng tôi luôn nói không, vì Tùng có thế giới của riêng Tùng. Tôi chẳng cần đội nhóm và tôi cũng chẳng cần làm việc với ai cả. Tôi là giỏi nhất. Tùng có vẻ xa lánh anh em quá nhỉ? Chắc em nó chưa quen. Cái thằng Tùng muốn nọ em đủ đi uống cà phê. Làm sao? Nó khinh luôn, không thèm nhìn luôn, phẩy tay, không nói gì. Thế là quay đi. Để thời gian tới xem có gì mọi người ủng hộ động viên em nó. Cho đến một ngày. Cho tôi gặp đồng chí Tùng. Anh có xây thành anh Tùng không ạ? Tôi gọi rồi nhưng mà bên ấy người ta không nghe máy. Bây giờ cho tôi lên, lên là tôi bây giờ tôi muốn gặp đồng chí Tùng. Dạ vâng. Nhanh nhanh cho tôi nghe. Anh ơi, chạy sao rồi? Bây giờ rất nhiều khách hàng người ta đã gửi công văn sang bên công ty anh. Bây giờ bên em xử lý như nào? Em không xử lý được, gọi lãnh đạo ra đây. Hôm nay anh lên đây là anh bảo em là em không phải xử lý cái trường hợp này. Khách hàng này là khách hàng VIP của ngân hàng. Vâng, em cũng rất là xin lỗi công ty vì đã xảy ra cái trường hợp. Người đâu mà khó tính thế. Tôi chỉ gọi điện bảo bổ sung hồ sơ thôi. Âm âm lên rồi. Tôi xong rồi. Là sếp tôi. Sếp về đúng cơn mưa bom bão đạn luôn. Thôi rồi, cảm ơn nhé. Thì có gì là anh có xử lý nốt những cái công việc của bên công ty tôi đang còn tồn đọng. Còn hôm nay nó thật. Sếp tôi giỏi xoa dịu khách hàng lắm. Thấy gương mặt ông khách không còn một nếp nhăn nào nữa. Thì mọi người biết là cái trường hợp này là khách hàng cũng rất là khó tính. Còn tôi, mồ hôi rơi thành giọt. Mọi người phải rút kinh nghiệm ở trong những cái trường hợp sau. Nếu mà mình gặp phải những thế giới của này, tôi chưa bao giờ nhiều cảm xúc đến vậy. Chúng ta làm việc như này để mình đảm bảo cho khách hàng. Nhất anh giao cho Trung kiểm tra lại cái tình trạng hồ sơ của khách hàng. Quyền em sẽ soạn thành ngay một cái email gửi cho khách hàng. Email này với nội dung là xin lỗi khách hàng vì mình đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng và hứa là sẽ xử lý. Mọi người rõ cả chưa? Rồi ạ. Nhìn những đồng nghiệp đang tất tả giúp tôi xử lý nhanh nhất có thể hồ sơ của khách hàng, tôi nhận ra rằng những đồng nghiệp ấy thật đáng yêu, chân thành và giản dị. Chỉ có tôi là chẳng nhận ra. Giá như tôi biết rằng chỉ cần mình hỏi thôi thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình. Giá như tôi hiểu được rằng những đồng nghiệp ấy vẫn hàng ngày sẵn sàng hy sinh thời gian công sức của họ vì tôi, thì tôi đã trưởng thành hơn biết mấy. Câu chuyện của tôi, tân binh Nguyễn Duy Tùng từ ngân hàng Shin Han Bank chi nhánh Hoàn Kiều. Môi trường làm việc chính là ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta. Ta xây dựng tổ ấm như thế nào thì cũng cần vun đắp văn phòng như thế. Ta phải biết cho đi, không nhận lại. Phải coi những đồng nghiệp như anh chị em trong gia đình và nhớ rằng ta phải hết mình vì họ cũng như cái cách họ hết mình vì ta.